Rồi, chào anh em quay trở lại cái kênh của Dũng Mobile. Hôm nay mình sẽ không giới thiệu điện thoại nữa, mà mình sẽ cho anh em nghe chất âm của một dòng loa huyền thoại. Này, dòng loa huyền thoại trong những năm 2000 mấy cho tới 2010 mấy thì dòng loa này đã chiếm lĩnh thị trường phòng karaoke vì một chất âm rất là thoáng, có một chất âm rất là thoáng, nghe bát chắc chép nhuyễn. Đây, 8,5 triệu một cặp, 8,5 triệu một cặp, và bây giờ vẫn thế, giữ nguyên giá thị trường. Tới nay anh em muốn sở hữu một cặp loa này cũng tầm chi phí đó, 8,5 triệu. Nhưng mà hiện nay là anh em chơi karaoke, anh em sành điệu hơn rồi, anh em không hát những cái loa mà có công suất nhỏ như thế này nữa, thì cặp loa này công suất nó chỉ có 75W một loa thôi. Hai con loa, hai quả loa này nó chỉ có 150W thôi, nên âm thanh karaoke không có đủ sức để làm anh em thỏa mãn được, nên người ta đã nâng cấp lên những cái cặp loa to hơn, nên dòng loa này không còn chỗ đứng trong cái thị trường karaoke gia đình nữa, mà nó là một dòng loa nghe nhạc nhỏ gọn, trong cái phòng nhỏ gọn thôi. Mình đã tiến hành mượn một cái âm ly, con âm ly này là âm ly liên doanh Hàn Quốc, nó có một cái chất âm cũng không tệ lắm. Thì âm ly này nếu mà âm ly xịn thì nó cũng là trên mười mấy chai cơ, thì nhưng cái âm ly này đã liên doanh rồi. Anh em mời anh em thưởng thức một cặp loa đã làm lên tên tuổi của hãng Bốt. Những cái cặp loa này, cặp loa rẻ tiền nhất trong dòng Bốt nha. Đấy, mình đã thay màng cho nó rồi, thay cái bộ màng cho nó, chất âm này thì cũng giảm khoảng 10-20% rồi, nó giảm cái độ hay chắc 10-20%. Mời anh em thưởng thức nhé. Những nỗi đau không phải nhỏ, có bao giờ trong mơ anh em nghe nhạc là trong phòng, trong gia đình mình nó cũng không bị ù tai chói tai như những dòng loa Trung Quốc với Việt Nam lắp ráp rồi nha anh em. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha.